Chào quý các bạn, trên tay mình lên chiếc Xiaomi Poco M3 bị rơi vỡ màn hình rất là khủng khiếp như này. Hiện tại Di Động Cao Cấp.vn đang có tất cả các linh kiện trên Xiaomi Poco M3 nói chung và phần màn hình cảm ứng trên Xiaomi Poco M3 nói riêng thì mới với các bạn khi cần. Khi các bạn làm rơi vỡ màn hình Xiaomi Poco M3, quý các bạn vui lòng liên hệ 0911582123. Kỹ thuật viên từ Di Động Cao Cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết với các bạn. Những khách hàng ở xa không được đến với Di Động Cao Cấp.vn, quý các bạn vui lòng liên hệ 0911582123, chúng tôi sẽ chuyển màn hình cảm ứng trên Xiaomi Poco M3 đến tận địa chỉ vị các bạn yêu cầu. Quý các bạn nhận được, quý các bạn mới phải thanh toán tiền thì bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Để tư vấn rõ hơn, cụ thể hơn về dịch vụ thay mới màn hình cảm ứng cho Xiaomi Poco M3, quý các bạn vui lòng liên hệ 0911582123. Xin cảm ơn quý các bạn đã xem video từ Di Động Cao Cấp.vn.